Dạ, Thái xin kính chào các cô chú, các anh chị và các bạn. Thì hôm nay mình với em Tài nghe và con cô bác là đi đến nhà của em Tấn. Là em Tấn bị khùng, bị nhốt trong chuồng bò đó bà con cô bác. Thì hôm nay mình đến đây thì đi ngang cái chị mà bán giấy số mà hôm trước mình có quay á bà con cô bác. Chị bò bốn chân đó, thì mình trên đường thì mình thấy chị đang đi bán giấy số về kìa cô bác. Thì mình hôm nay thì mình ghé đây để mình ủng hộ giấy số của chị, với mình trao cái phần tiền mà của Mạnh Thường Quân là gửi cho chị luôn nha bà con cô bác. Đó, thì chị đang trên đường lắc cái số về. Cái số số đây, qua đây mua số cho chị. Qua đây mua số cho. Đậu nó, đậu nới vô trong nè chị, đậu nới vô trong nè, không 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 có không xe. Rồi, có số về số tới luôn hả? Số về số tới đầy đủ luôn hả? Chị còn nhớ em không? Nhớ. Nhớ hả? À. Đây là cái chị bán vé số mà bà con cô bác, thì hôm trước mình đã có ghé mình giúp đỡ hoàn cảnh của chị. Thì hôm nay thì mình đi ngang trên đường giúp đỡ những hoàn cảnh khác, thì vô tình gặp chị thì thôi mình đứng ở ngoài đường đặng mình nói chuyện luôn đi. Dạ. Chị bữa nay bán nhiêu tờ vé số? Thì còn 40 vé đó. 40 vé mà bây giờ còn nhiều dữ vậy hả? Dạ. Gần 2 giờ rồi đó. Dạ. Rồi nếu như bán không hết thì làm sao? Hết. Hết rồi. Người ta lại người ta ngừng lại người ta tiếp. À, xe đồ đó. Chiều là ta ngừng lại ta tiếp mình rồi ha. Còn ta tiếp. Dạ. Bữa nay là bán hai loại nghe bà con cô bác. Một ngày mình cũng lấy có hai loại vậy đó hả? À, cũng như mỗi bữa thì đưa đầy chính đầy phụ. Rồi bữa nay đưa đầy chính không mà không có đưa đầy phụ. Đưa đầy chính không mà ha. Kiên Giang. À. Em mình sao chị? Em mình bữa nay cũng khỏe ha chị? Dạ. Đau mấy gai mất. Đau nữa hả? À. À, đau rồi có tiền chích thuốc gì không? À, có, bà già bà cho tiền chích. Bà già cho tiền chích rồi chị bán số không không đủ tiền cho em chích hay sao? Cũng có mua thuốc uống đồ này kia vậy đó. Dạ. Rồi có khi đi khám. À. Đi khám ở ngoài chạm xá đó, lãnh thuốc uống. Bữa nay khỏe chưa? Đỡ rồi, bữa nay bớt rồi. Đỡ rồi ha. Dạ. À, đi bán vậy rồi, đi trưa đi về ăn cơm hả? Sáng thì về rồi nấu cơm ăn rồi chờ chút đi. Ờ, tất nhiên là sáng rồi mình ăn cơm rồi. Dạ. Rồi mình mới đi bán. Dạ. Đi bán rồi trưa mình về mình ăn cơm. Không có, như sáng đi rồi mới về nấu cơm ăn. Về nấu cơm ăn. Dạ. Em nấu gái cơm. Mình nấu không được hả? Sao vậy? Sao chị nói là em gái mình nấu cơm đồ nấu đồ đồ được. Cũng nấu cơm đồ kia được vậy đó mà, nhưng có cái là tại mình thích nấu cho nó ngon. Dạ, yeah, mình nấu nó ngon hơn á. Dạ, lột cái nón nói chuyện chị xíu. Tại nó bị bệnh rồi, nó nấu cũng đâu có được như mình. Dạ. Chính xác. Dạ. Đi bán rồi đem cà phê theo uống hay gì vậy? Trà có đường, à? Nó bị vợt rồi. Trà đường hả? Dạ. Rồi trà đường này mình pha nhà hay là pha mình nhà. Đi mua? Pha nhà. Pha nhà không hả? Dạ. À, thì hôm nay bán giấy số nè, bán 40 tờ mà bây giờ còn nè. Dạ. Cái đầu này là cái đầu 2. Là 1. Là 27. 7502 2 3 4 5 6 7 8 9. Cái này là còn 9 tờ. Cái này chắc cũng còn 9 tờ ạ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tờ. Tại sáng tới giờ bán mới được phần nữa rồi hả? Yeah. Trời ơi trời. Chị đi bán vậy chị lắc xa không? Có, hồi bữa hồi kia bán chúng là bán mau hết. Vậy à? Không, mà cái này nè chị đi xa không? À, ở nhà đó là xuống đây nè. Xuống lên đây nè, gần đây vậy không à. Xuống lên ngày 40 giờ, 40 tờ. Ờ. Ngày nào cũng hết hết. Chứ không có qua cầu. À, 40 tờ là được như 48 ngàn hay là 40 được, ngàn? Được 48 ngàn. Là mình lấy tiền mặt đó ha. Dạ, vì già cũng như Út ông không có mà ổng lấy giùm mà không có lấy tiền xe. Dạ. Rồi mình không có dám lấy thiếu, cũng như thiếu thì mượn tiền của chị quán đó. Dạ. Bà mở quán đó. Vậy ha. Mượn, dạ. Mượn. Rồi cái mình đưa cho ổng đủ vậy đó. Dạ. Dạ. Như bữa hổm bị gạt đó, bị hai thằng đó gạt đó, đậu số đó.
đổi số giả đó thì cũng mượn tiền đắp vô vậy đó. Sao mà đổi số giả là sao? Cũng như nó gạt mình. Gạt sao cái số này mình bán là nó đổi số giả là sao đổi được? Cũng như nó trúng ở đâu không biết mà nó đợi mình, là nó như mình hỏi mình còn số không, nó mua tiếp. Nó đổi ha. Rồi cái nó đổi mình. Nó nói là mấy tờ này trúng vậy đó. Mà nhưng không có tiền đổi nhiều. Bữa đó là lô mà ba con đó là nó đổi 7-8 vé mà đổi có 1 vé. Tại vì cái số tiền mình có 40 vé số à. Được có 40 ngàn. Mới bán được có 170 ngàn à. Dạ. Rồi nói thôi em ơi, bây giờ chị đổi cho em 1 vé thôi chứ chị không có đổi nhiều. Dạ. Chứ đâu có biết là số giả. Có số rồi là... Rồi Úc á, ông đem ở ngoài đại lý á, tới 15 ngày sau là đại lý nó mới vô cho hay. Nó cho hay số giả mà mình mắc thường ngược lại vậy đó. Dạ, mắc thường ngược lại. Rồi tiền đâu mình thường? Thường. Là cái tờ đó là trúng bao nhiêu? Có 200 à. Ba lô ba con mà 200 hả? Lô ba con. Lô ba con 200 mà hai con thì nó 100 hả? Hai con thì 100. Hai con 100, ba con. Bốn con là 400. Bốn con 400 vậy. Vậy đó. Mình cũng không có gầm gì với số nữa, mà con của bác cũng ít có chơi cho nên cũng không biết. Như hồi ấy giờ bán giờ không biết, rồi giờ bán rồi mình mới biết. Mới biết à. Là đem tới là mình không có đổi của ai hết á. Như quen chị em ở đây thì đổi, còn người lạ là không dám đổi. Người lạ không dám đổi. Dạ. Mình vậy mà nó còn gạt mình nữa. Dạ. Trời ơi, bữa hổm cái anh đó kìa, thấy ảnh ăn mặc sang lắm nha. Dạ. Anh ghé lại anh nói mua số. Rồi cái ngồi cũng đậu nón gì nè. Dạ. Sáng mới xô nhà ra tới ban tự quản á. Cái bắt đầu ảnh kêu đưa giấy giò, cái mình cũng móc giấy giò ra đưa gì nè. Đưa ra cho ổng coi gì nè. Ổng coi cái bắt đầu cái ổng đưa giấy giò cho mình cầm. Dạ. Cái ổng kêu đưa cây giấy số đi, cái đưa cây giấy số cho ổng rồi đợi như vứt cái nón này nè, đâu có biết là ổng lấy số. Dạ. Cái ổng lấy 13 vé mà ổng trả có 10 ngàn à. 13 vé mà trả 10 ngàn à. Dạ. Rồi cái mình mới giật cái giò vậy nè, ổng hỏi là từng rồi số gì. Mà tại sao mà mình thiếu cái suy nghĩ là đưa giấy giò cho ổng rồi mà ổng không biết từng rồi là ổng coi nè cũng lâu rồi mà tại sao mà ổng không có biết từng rồi là khu số gì mà ổng hỏi mình vậy đó. Dạ. Yeah. Thì bắt đầu là ổng hút hết 13 tờ. Trời Phật ơi, xuống quán đếm là mất hết 12 tờ rồi. Nói với thằng chồng của bà chủ quán đó. Dạ. Yeah. Nói mở Út ơi, mà ông đó hồi nãy ổng lấy mình hết 13 tờ số mà ổng đưa có 10 ngàn hả Út. Trời ơi, bà kêu trời. Trời ơi, mà sao mà mình bán có một cặp mười vậy mà sao mà cũng bị rút ngộ hả? Dạ. Trời ơi. Như người ta quyết định lấy mà mình cũng không biết. Bây giờ chị đi xuống đây được không? Em với chị ngồi ghế này nói chuyện đi. Xuống ha. Đi xuống thôi. Dạ. Bao tay đồ dữ vậy đó hả? Trời ơi. Rồi đi xuống đi em. Dạ, với dạ, chị dạ, ngồi dạ. Nói chuyện dạ. Một xíu đi. Dạ. Rồi em ủng hộ với số cho chị ha. Dạ. Dạ. Đây em cầm nón cho. Dạ. Chứ em quỳ em ngồi em nói chuyện với chị hoài nó cũng quải quá. Dạ. Dạ. Ô chị rất là tội nghiệp nha bà con cô bác. Chị đã như vậy rồi mà họ còn gạt, họ lấy cái số chị nữa. Rồi đâu nhanh chị ghép rồi. Tại vì bỏ theo nãy con viết. Vậy ha. Dạ. Vậy là mình lên bàn lên. Không có đi đâu. Dạ. Mình lên bàn lên ghế mình ngồi cũng được vậy đó ha. Dạ, chị cũng được vậy đó. Là mình bò không ha? Dạ bò gì không à, hồi đó giờ. Cái bệnh mình là cái bệnh hồi nhỏ là bệnh bẩm sinh hay là mình sau này mình mới bị bại liệt chị? Cũng như là mẹ sanh ra thì không có gì hết á, rồi cái phỏng nước sôi. Phỏng nước sôi rồi chích thuốc. Dạ. Chích giết rồi cái làm như nó bị liệt gân luôn nè. Dạ. Đứng không được. Phỏng nước sôi rồi chích thuốc. Cái bên này thì nó bị rút gân nè, bởi vì nó cục hơn cái giò này. Dạ. Vậy đó. Là mình hồi nhỏ là mình đi đứng bình thường hả? Hồi nhỏ xíu 3 tuổi là biết đi đó. Mình biết đi, mình đi bình thường. Là cấp đó là mới phát mang bệnh đó. Dạ. Bệnh phỏng nước sôi á, chứ không phải bệnh trong bụng mẹ chưa sanh ra. Có con nhỏ em mình á, là nó sanh là bị bệnh trong bụng mẹ. Là nó bị sứt môi. Dạ. Rồi bác sĩ nói là cái cuống họng của nó bị đứt á. Dạ. Bị đứt cái đốc giọng đó. Nữa anh dạch ra coi nó đứt, bị đứt một đường đó. Đứt một đường. Là nói chuyện không có được, mình nghe không có được. Dạ. Dạ. Mẹ mình còn phải lo cho hai chị em mình hoài hả chị? Thì bởi vì
tất nhiên là mình như là không tiền không bạc đồ mẹ cũng cho. Thì nói ngay lúc nào em nó mặn có tiền đó. Dạ. Thì mình có bệnh hoạn không tiền thì bà cho. Dạ. Em út trong nhà ha. Ừ. Em dâu mình cũng được hả chị? Em dâu chưa có vợ. Chưa có vợ nữa. À, năm nay nhiêu tuổi mà chưa có vợ nữa? À, thằng thứ năm là 40 mấy rồi đó. 40 mấy tuổi mà chưa có vợ nữa. Ừ. À. Còn là... thằng Út thì nó bị bệnh tai nạn xe đó. Dạ. Rồi thấy nó thì bình thường vậy chứ nó làm như nó lúc mang lúc mát gì đâu. Dạ. Lúc thì nói chuyện với anh ấy được anh, ngọt ngào lắm. Dạ. Lúc thì muốn chửi anh là chửi. Dạ. Cấp bị tai nạn xe. Dạ. Chứ hồi đó thì không có. Thì cái hoàn cảnh này của chị. Dạ. Các cô chú anh chị thì mình cũng đã có đến nhà rồi. Dạ. Mình đã cũng có tìm hiểu rồi cho nên mình biết. Thì hôm nay mình trên đường mình đi quay thì mình gặp chị thì mình trao luôn cái số tiền chứ mình ủng hộ chị với số luôn nha. Dạ. Dạ. Chứ còn mình khỏi cần đến nhà thì thấy chị đi bán. Dạ. Đó. Dạ. Hồi bữa đó anh tiếp 40 số đó. Dạ. Bữa sau lại trúng, phải bữa đó anh trúng cũng được. Dạ. Vậy tưởng đâu nghe đó bữa sau bữa đó trúng được 40 tờ. Bữa đó tiếp rồi bữa sau trúng. Dạ thì thấy chị bán tội nghiệp hồi nào. Dạ. Tới giờ mình cũng không có mua số nữa, mình cũng không có mua nhiều vậy nữa. Dạ. Thấy bán rồi thành ra hôm đó chị lãnh 40 rồi mình vô á, mà sẵn đó mình tiếp chị luôn. Mà nghe chị nó trúng mà tưởng đâu là trúng mà bữa sau mới trúng. Dạ. Nó phải bữa đó trúng được rồi. Dạ. Bữa đó trúng là em cho chị hết 40 tờ đó luôn, trúng số đầu đó là cho nghe, đặc biệt là không có cho. Dạ. Đặc biệt cũng cho nhưng. Dạ. Mà đời cho một tấm hay là nửa tấm vậy thôi, dành đó đặng. Dạ. Lo cho người khác. Dạ, cũng giúp đỡ người này. Dạ. Người kia. Dạ. Nó ngay mình bán mình cũng ao ước cho người ta trúng chứ mình không có hy vọng là ước ao cho người ta cho tiền mình hay gì. Dạ, dạ. Chỉ ao ước cho người ta trúng người ta mừng thôi. À, người ta trúng người ta mừng chứ mình dễ bán ha. Dạ, vậy đó. Dạ. Thì cái này chị đếm cho, đếm kỹ lại cho. Đếm đi. Nè đếm đi. Trời, đếm. Rồi đếm lại nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ủa sao hồi nãy đếm 20, giờ đếm 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 8, 19, 20, 20. Ờ. Đúng rồi, 20 nha chị. Dạ. Em ủng hộ chị tiếp 20 tờ giấy số này. Dạ. Cho chị về. Dạ. Ha, giờ. Dạ. Này cũng gần 3 giờ rồi. Dạ. Dạ. Đây là 20 tờ giấy số. Dạ. Cho chị khỏe xíu. Ở vòng vòng hàng xóm bà con gì người ta cũng thường cũng hay. Thương, thương ha. Dạ. Yeah. Là 20 tờ giấy số. Yeah. Ha. Cảm ơn nhiều. 20 ngàn. Yeah. 200 ngàn. Dạ. Yeah. Chắc gạo thóc gì chị em mình ở nhà vậy người ta. Yeah. Cũng cho chị. Dạ. Yeah. Nó ngay người ta cho mà cũng có ăn. Cứ gì nào thiếu thì mình mua thêm vậy đó. À, thiếu mình mua thêm ha. Dạ. Yeah. Cũng có thiếu hả? Dạ. Yeah. À. Thì coi như là chị em mình có duyên đi như. Yeah. Là hôm nay thì cũng em mua 20 tờ giấy số này. Yeah. Rồi có một chị Mạnh Thường Quân á. À. Tên là Tiết Ngô. À. Là chị mẹ chồng chị á. Yeah. Là gỡ. Yeah. Cho chị thấy chị đi bán giấy số mà tập quyền á. À. Gỡ cho chị là 2 triệu nữa thì em. À. Gỡ luôn. Yeah. Cho chị 2 triệu nha. Dạ. Yeah. Cái đó là 20 tờ giấy số của em riêng nha. Dạ. Yeah. Dạ. Cái này là 2 triệu. Dạ. Yeah. 2 4 6 8 10, 12, 14, 16, 18, 20. Dạ. Yeah. Thì đây là cái số tiền cũng của các Mạnh Thường Quân. Yeah. Cũng bằng làm lụng cũng gom. Yeah. Góp, cũng cực. Yeah. Khổ. Để thấy mình có tật có nguyên đi. Yeah. Bán số. Yeah. Rồi các Mạnh Thường Quân gửi cho mình. Yeah. Để mình có tiền như là uống thuốc, ăn uống đồ đó. Yeah. Ha. Thì. Yeah. Cũng rất mong là chị xài đúng cách ha chị. Yeah. Chị xài đúng chỗ. Yeah. Yeah. Rồi chị có gì muốn nói với các Mạnh Thường Quân không chị? Dạ, yeah, vì cho em gửi lời thăm mà người cho tiền với bên các Mạnh Thường Quân. Yeah. Với anh em đồ. Dạ. Yeah. Thương yêu mình là lo lắng cho mình đó, mình cảm ơn nhiều. Dạ. Yeah, chị Tiết Ngô đó. Dạ. Yeah. Yeah, chị Tiết Ngô gửi lời chị mang ơn chị nhiều nha. Dạ. Nói ngay như mình không làm gì vô số tiền lớn mà chị em cho số tiền lớn là mình mừng lắm.
Dạ. Yeah. Ờ, để như là mình để dành ăn mình ăn uống đồ đó. Dạ. Ờ, rồi có như để dành thuốc men đồ đó là có bất chắc gì, có bất chắc gì mình lấy ra mình làm vốn đồ cũng được. Dạ. Chứ như bán số thì ngày nào thì tiêu hết ngày nấy, chứ như sợ đau ốm mình đem hôm đồ cái gì đó. Dạ. Mình có tiền. Dạ. Thì em cũng chúc cho chị là được mạnh khỏe. Với em của chị là mau hết bệnh, đặng như là em của chị có thể là phụ giúp chị như là nấu cơm, giặt đồ đồ tiếp chị. Chứ mình đi bán vé số mình về mình nấu cơm, mình giặt đồ nữa cũng mệt mỏi lắm. Mình đi không được, mình lắc không là nó cũng mệt lắm hả chị. Rồi bây giờ chị leo lên xe đi. Chị cảm ơn. Thì chị lên xe đi. Dạ. Chị lên xe đặng em cũng chuẩn bị đặng em về ngoại nữa em về còn cũng còn hôm nay em đi tới 3-4 cái hoàn cảnh lận. Nếu như mà không có mấy hoàn cảnh kia thì chị em mình ngồi nói chuyện lâu hơn ha. Ôi từ từ chị, từ từ. Cũng rất khó khăn, đỡ không được, chỉ đi chỉ quen rồi đấy. Chị đi mình đỡ không được rồi em. Cũng chúc chị được nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn. Cho mình gửi lời gửi thăm cảm ơn hết tất cả bà con đồ. Thì video của mình hôm nay là đến đặng tình cờ đi đến thì gặp chị, thì mình trao tiền cho chị luôn nghe bà con cô bác. Thì cái trường hợp này của chị là mình đã có đến nhà rồi, mình đã có tìm hiểu rồi. Cho nên là có Mạnh Thùng Quân gửi cho chị thì mình mới gửi cho chị. Thì video của mình đến đây cũng xin phép được kết thúc nha bà con cô bác. Xin chào và hẹn gặp lại bà con cô bác trong một video tiếp theo. Cảm ơn.